chỗ cũ nữa mà. Cây 75G. Ông lạnh lót ra cái cây cho nó. Ông mình cần để kéo cái về lại. Bám lên được kéo lên. Quá trời dẻo luôn. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. À, đồ máy Kuta dàn chân 70 các bạn. Chân 70, để bao năm. Rồi, bây giờ chạy tới nha các bạn. Kéo tới nha. Nãy kéo về không lên, bây giờ mình kéo tới đó các bạn. Rồi giờ kéo tới à. Tại mình kéo ve nó dồn đít quá trời, nó dồn cái lượng. Nó dẻo quá rồi nó không lầy sâu, một cái nó phập cái đường mương. Phập cái mé đường mương đó. Rồi thắt cái thế à. Rồi bây giờ kéo nha. Xong rồi. Trở lại chỗ cũ nữa các bạn. Cây 75G. Đó cần. Cây này chim mẹ vô luôn đi. Chim cái bánh bên đây nè. Ừ. Mình kéo ve lại là nó bám lên lại được à. Nó bị nặng cái bánh bên đây đó các bạn. Đó bây giờ nó lót cái cây cho nó phóng lên trên để kéo ve lại. Bám lên được cho lên. Quá trời dẻo luôn. Nó mài một khúc luôn nè các bạn thấy không? Nó bợ chơi cái đường luôn. Không kéo ve thì chiếc này chắc lên nè. Thêm có lúa nặng á. Ta lấy lụa nha các bạn. Em mình là tài xế máy cắt luôn đó. Nhưng được rồi, mình cũng có quay em mình chạy cho các bạn xem á. Hôm nay em mình đi xe cuốc rồi các bạn ơi. Giờ không có đi máy cắt nữa. Có bữa nay rảnh đi qua chạy máy kéo tiếp. Sao mình cũng không sợ nha các bạn. Nó là dẻo này
tới nó không tới mà lùi nó không lùi. Rồi giờ anh đang buộc dây. Nãy kéo ra ra một phút được tới mí này rồi nè các bạn, mà nó không lên. Cho nên là mới kéo tới lại, kéo tới rồi bây giờ kéo tới nó phập xuống lỗ cũ rồi. Bây giờ quyết định kéo ve lại. Mà có lót cây rồi á. Xong rồi. Đó, nó bị sâu nữa luôn. Ác thiệt. Đó, tính là dịch vậy là mạnh dữ lắm luôn đó nha các bạn, mà nó không lên. Đó, nó qua cái chớn cây một cái nó phập xuống sâu nữa luôn. Ở vậy cây cái hàm vô cái bờ kinh trên luôn. Rối chứ ha. Bờ nguyên nó chống bờ kinh luôn nha. Rồi giờ để coi ra mấy ảnh kính cái cách chuyện đó đây. Cái này thì nãy kéo là thấy không trôi rồi. Bây giờ nó bỏ một lường ở dưới luôn. Nói chung dòng cua ta DC-75 này thì về huyện Dùng Viện, về huyện Dùng Viện chỉ có 2 cây duy nhất nha các bạn, của cơ sở Cẩn Hoa. Giờ bị nặng lắm rồi, giờ nó bờ trơn vô cái bờ kinh luôn nha các bạn.